Chức năng đăng ký sử dụng chữ ký số cho phép người dùng với vai trò quản trị viên thực hiện đăng ký để sử dụng chữ ký số cho chính mình và các user của doanh nghiệp trên Vietinbank eFast. Bước 1. Người dùng với vai trò quản trị viên đăng nhập Vietinbank eFast. Bước 2. Cắm USB token chữ ký số và thực hiện cài đặt hệ thống đọc chứng từ số theo nhà cung cấp chữ ký số và thực hiện cài đặt VNPT plugin phiên bản mới nhất theo link hiển thị trên màn hình. Lưu ý, người dùng nào cắm USB token của người dùng đó vào máy tính của mình. Bước 3. Truy cập menu quản trị viên. Chọn đăng ký chữ ký số. Hệ thống hiển thị các bản ghi đã đăng ký của khách hàng. Để thực hiện đăng ký mới, quý khách chọn đăng ký. Bước 4. Nhập các thông tin về user được đăng ký, dịch vụ sử dụng chữ ký số, vai trò chữ ký số. Hệ thống tự động hiển thị các thông tin về họ và tên và căn cước công dân, chứng minh nhân dân của user được đăng ký. Bước 5. Nhấn nút lấy thông tin, hệ thống hiển thị màn hình biểu tượng nhà cung cấp chứng từ số. Trên màn hình danh sách chứng từ số, khách hàng chọn More Choice và lựa chọn chứng từ số cần đăng ký. Hệ thống tự động điền các thông tin, loại chữ ký số, số serial, ngày hết hạn, nhà cung cấp chữ ký số, tên chủ sở hữu, ID chủ sở hữu, tên tổ chức quản lý cán bộ được sở hữu chữ ký số, nếu có. Bước 6. Lựa chọn chi nhánh xử lý trong danh sách các chi nhánh được hiển thị. Bước 7. Hệ thống chuyển sang màn hình xác nhận hiển thị các thông tin đăng ký và file đăng ký kèm cam kết sử dụng chữ ký số kèm các điều kiện điều khoản sử dụng. Quý khách thích chọn đồng ý điều kiện điều khoản và thực hiện ký số, nhập mã PIN của chứng từ số. Hệ thống thực hiện ký số lên file PDF đăng ký kèm cam kết sử dụng chữ ký số. Sau đó, hệ thống thực hiện kiểm tra các điều kiện về mặt hệ thống và trả ra thông báo để hoàn tất quá trình đăng ký. Vietinbank, nâng giá trị cuộc sống.